Một bạn nữ kể sau khi biết chuyện chồng ngoại tình thì cô đã tức giận đến nghẹt thở, rồi vật vã than khóc và cào cấu đánh mắng chồng rất nhiều. Trong cơn tức tối, cô còn vứt hết đồ của chồng ra ngoài và đuổi chồng đi. Cô bảo cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy mặt của cái người phản bội đó. Nhưng rồi khi chồng đi một hơi, cả mấy ngày không thèm liên lạc lại thì cô bắt đầu hoảng hốt và đi kiếm Lina để tư vấn xem là mình nên làm gì. Bởi vì thật ra bản thân cô sau khi bình tĩnh nghĩ lại thì mới thấy rằng mình không thể dễ dàng mất chồng theo cách như vậy được. Thì khi rơi vào hoàn cảnh bất ngờ bởi cái chuyện coi như là không thể xảy ra này của bạn đời á, thì bạn rất dễ có cái cảm xúc xấu dẫn dắt. Như Lina muốn nói với bạn thế này: việc nuôi dưỡng những cảm xúc xấu này nó không có lợi cho bản thân bạn trong hoàn cảnh này. Hôn nhân của bạn đang gặp bão tố và trạng thái của nó đang rất là mong manh. Nếu bạn chưa thật sự sẵn sàng cho một cuộc ly hôn á, thì cần phải cố gắng lấy lý trí kiềm chế cảm xúc lại. Bạn phải hiểu luôn có một sự liên kết giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của con người. Khi một ai đó hành xử theo một cái cách gì đó, nói một câu gì hay làm một điều gì á, thì họ bị điều khiển bởi suy nghĩ, cảm xúc của họ. Bạn hãy thử nghĩ đi, khi chuyện ngoại tình xảy ra, rõ ràng là người kia có những suy nghĩ, cảm xúc nào đó thúc đẩy tạo ra cái động cơ hành động của họ. Dù cái việc họ dính líu một ai khác ngoài hôn nhân là sai, nhưng chắc rằng phải có những nguyên nhân ẩn đằng sau đó. Khi bạn chưa hiểu rõ điều gì khiến họ làm như vậy, thêm nữa, trong rất nhiều trường hợp, khi một người đã để lòng họ lạc ra khỏi bạn, thì rõ ràng rằng đã phải có những gì đó sức mẻ từ trong mối quan hệ của cả hai từ trước đó rồi. Thế nên việc bạn mà giận dữ, trách móc, khinh bỉ, xa lánh khi chưa hiểu rõ nguồn cơn ngọn nguồn, trong cái bối cảnh mối quan hệ cả hai đang vốn có những cái rạn nứt trước đó, thì bạn sẽ chỉ làm cho bên kia thêm ghét bỏ bạn và họ càng làm cho họ có lý do chính đáng để ngoại tình. Nếu bạn đuổi họ đi hay bạn tự bỏ đi là bạn đang tự tay mình đẩy họ vào sâu hơn với cái người thứ ba kia. Lúc đó cái cửa quay lại của cả hai càng khó hơn. Nhớ nha, cố gắng kiểm soát cảm xúc, đừng bùng lên gầm gào, giận dữ, làm nọ làm kia. Nó chả giải quyết được gì mà nó làm mọi chuyện xấu hơn mà thôi ha. Bạn cần hiểu mục đích của mình muốn gì và chọn giải pháp xử lý khôn ngoan hơn. Hãy tham khảo chi tiết về 6 điều không nên làm và 6 bước cần thực hiện khi phát hiện bạn đời ngoại tình trong bài podcast đầy đủ được đăng tải ở kênh Lina ở YouTube nhé.